Sự kiện Phật Di Lặc xuất hiện trong tương lai có thật hay không hay chỉ là lời đồn đại? Do đâu mà lại có hình tướng Phật Di Lặc miệng cười bụng phệ veo vẫy phà quạt hoàn toàn khác xa hình ảnh một vị tỳ kheo ngày ăn một bữa? Xin thưa quý vị đó, cái hình ảnh mà quý vị thấy là một người mà bụng phệ thì nói như vậy là lấy vốn dĩ cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc khi mà ngài còn là một vị tỳ kheo trong tăng đoàn vào thời Đức Phật. Hiện tại bây giờ quý vị hỏi đó, sư cũng quên mất, bất thình lình sư quên mất là tên của vị tỳ kheo đó. Nhưng mà đương nhiên là vị đó không có cái bụng phệ rồi vạch áo rồi cười kiểu kiểu như vậy. Mà cái hình ảnh bụng phệ đó đó là được gán ghép từ một vị tu sĩ Trung Quốc, người Trung Quốc được gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Đây, đó là hình ảnh của cái vị gọi là Bố Đại Hòa Thượng đó, là người có cái bụng phệ rồi lúc nào cũng vác cái bao bố ở đằng sau á, rồi là cái gì cũng bỏ vào trong cái bao bố đằng sau hết á. Và vị ấy tự nhận là Bồ Tát Di Lặc, thì vị ấy tự nhận thôi, chứ còn sự thật như thế nào thì chỉ có các vị ở Trung Quốc các vị đó biết đấy. Và sau đó người ta lấy cái hình ảnh của vị Bố Đại Hòa Thượng là làm hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc. Còn Bồ Tát Di Lặc khi mà ngài còn là một vị tỳ kheo thời Đức Phật á, thì đương nhiên ngài không có tên Di Lặc. Di Lặc á là tên mà sau này khi mà ngài xuống ở cái kiếp chót mà ngài thành đạo với cội Bồ Đề đó, thì ngài mới tên là Maitreya, gọi là Từ Thị hay còn gọi là Di Lặc. Chứ còn trước đó thì ngài không có tên như vậy. Thành ra mình gọi như vậy là mình gọi hơi sớm, gọi hơi sớm, tại vì bây giờ ngài không có tên đó. Tuy nhiên á, cái hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc mà của Phật giáo phát triển thì nó cũng có một cái câu cũng khá là hay, đó là gì? Đại phúc năng dung, dung thế gian năng dung chi sự, từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian gian khả tiếu chi nhân. Có nghĩa là đại phúc năng dung, nghĩa là bụng bự thì có thể chứa, dung thế gian năng dung chi sự, có nghĩa là chứa những cái chuyện khó chứa ở thế gian. Rồi từ nhan thường tiếu, có nghĩa là miệng miệng từ thì hay cười. Tiếu thế gian khả tiếu chi nhân, có nghĩa là tiếu những cái kẻ mà đáng cười ở thế gian. Thì quý vị, thì đó cũng là một cái câu khá là hay và cũng rất là mang cái tính Phật pháp. Nhưng mà sư lặp lại là cái hình ảnh đó là lấy hình ảnh từ một vị gọi là Bố Đại Hòa Thượng của Trung Hoa, chứ nó không phải là hình ảnh gốc của Bồ Tát Di Lặc.